Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị, một cái dòng xe tay ga mới Suzuki Alpinis 125/2023 ra mắt tại Đông Nam Á với mức giá chỉ là 44 triệu đồng. Cái chiếc Suzuki Alpinis 125/2023 được ra mắt trong cái cuộc triển lãm xe nổi tiếng ở bên Thái Lan, có mức giá bán rất hợp lý, đem lại một cái chút lợi thế cạnh tranh với các chủ nặng ký như Honda Leaf hay Yamaha Figo. Cụ thể, một cái dòng tay ga hoàn toàn mới Suzuki Alpinis 125/2023 vừa chính thức được ra mắt trong cuộc triển lãm xe là Moto Show 2023 diễn ra ở bên Thái Lan. Tại thị trường ở xứ Chu Bàn này, thì Alpinis 125/2023 nó được niêm yết với mức giá bán cơ điểm rơi vào khoảng 64.000 bạc Thái, đổi ra tiền Việt nó tương đương là gần 44.200.000 đồng. Đây có lẽ là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á ra mắt cái dòng là Alpinis 125/2023. Trước đó, vào cuối năm ngoái, thì Alpinis 125 đã được ra mắt thị trường Ấn Độ. Xe có một sức mạnh đến từ một động cơ xăng đơn, đến từ Suzuki Eco Performance, viết tắt là SEB. Dung tích là 125cc, công suất tối đa là 8 lực, tài ngưỡng tua máy là 6.750 vòng trên phút, trong khi mô men sáng cực đạt là 10 Nm, tài ngưỡng tua máy là 5.500 vòng trên phút. Đi kèm với đó là một hộp số tự động CVT, xe có cái trọng lượng 106kg, dễ dàng kiểm soát. Về mặt tổng thể thì Alpinis 125/2023 chính là một cái dòng tay ga được thiết kế theo hướng đem tính cái sự tiện lợi, cảm giác lái rất là thú vị, vẻ ngoài hiện đại và làm hài lòng những đối tượng khách hàng nhờ vào khả năng vận hành tuyệt vời, nhất là cái trong môi trường đô thị đông đúc. Phong cách của cái chiếc Suzuki Alpinis 125/2023 hiện rất rõ là một cái ấn phẩm tay ga gia đình. Trên xe sổ một loạt những trang bị hiện đại như đèn pha, đèn hậu bằng công nghệ đèn LED, màn hình kỹ thuật số Full HD, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua hệ thống là Suzuki Drive Connect, giúp lái xe có thể trả lời điện thoại, bật tính năng định vị. Ngoài ra trên xe còn có thêm cái cổng sạc USB. Bên dưới yên ngồi là khoang chứa đồ rộng rãi để cái mô hiểm là full face. Trong khi đó, dung tích bình xăng 5.2 lít, rất tiện lợi mỗi khi chúng ta đổ xăng nhờ vào cái nắp bình xăng đặt ở bên phía sau. Cùng với đó là hệ thống khởi động dễ dàng của Suzuki Easy Start, hệ thống phanh liên hợp. Xe sẽ có 3 màu sắc cho khách hàng lựa chọn, gồm có trắng xám, đen và cam. Nhìn chung cái chiếc Suzuki Alpinis 125/2023, nếu về thị trường Việt Nam có thể tạo ra một cái luồng sinh lực mới, giúp cho nhà Suzuki cạnh tranh với các hãng xe nặng ký đến từ Honda và Yamaha ở phân khúc xe tay ga bình dân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.